Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân ở Cà Mau. Sáng 17 tháng 11, tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương hoa tại đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân. Tiếp tục chương trình công tác tại Cà Mau, sáng 17 tháng 11, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Cùng tham dự có các đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Văn phòng Tổng Bí thư và tỉnh Cà Mau. Phát biểu tại ngày hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Đất Mũi Cà Mau huyền thoại và lịch sử là mảnh đất của những con người anh hùng, những người đứng chân nơi đầu sóng ngọn gió để gìn giữ non sông, mở mang bờ cõi. Nơi đây mang dấu ấn hào hùng của các bậc tiền nhân nhiều thế hệ, những người mang gươm đi mở nước, chinh phục thiên nhiên, thú dữ, đổ mồ hôi xương máu để tạo ra vùng đất tươi đẹp ngày hôm nay. Có được điều đó, ngoài sức mạnh phi thường của con người thì tinh thần đại đoàn kết là yếu tố kết tinh nên những thành quả đó.